11. Phân loại các pháp ba la mật. Đối với câu hỏi có bao nhiêu pháp ba la mật, câu trả lời tóm tắt là có 30 pháp ba la mật, đó là 10 pháp ba la mật bậc hạ Parami, 10 pháp ba la mật bậc trung Upaparami, 10 pháp ba la mật bậc thượng Paramattaparami. Về bố thí ba la mật có 3 bậc, đó là Dhanaparami, Dana Upaparami và Dana Paramattaparami. Chính ba la mật còn lại cũng như thế. Như vậy cả thảy là 30 pháp ba la mật. Parami, Upaparami và Paramattaparami. Đối với câu hỏi thế nào là Parami, Upaparami và Paramattaparami, câu trả lời được tìm thấy trong tập phẩm của chú giải bộ Chariya Pitaka. Trong đó, nhà chú giải trả lời câu hỏi này rất chi tiết, đưa ra nhiều cách diễn giải, nhiều quan điểm và những lời bình luận khác nhau của các vị Asalê. Nếu đưa hết chúng vào trong tác phẩm này thì chỉ làm cho người đọc thêm bối rối mà thôi. Bởi vậy, ở đây chúng tôi chỉ nêu ra quan điểm rõ ràng nhất được chọn lọc bởi nhà chú giải Maha Thammapala Thera. 1. Bố thí. Những vật ngoài thân như tài sản, vợ và con là Dana Parami. Bố thí các phần của cơ thể như tay, chân, v.v. là Dana Upaparami. Bố thí sanh mạng của chính mình là Dana Paramattaparami. 2. Cũng vậy, thọ trì giới mà không vì những vật ngoài thân như vợ, con và tài sản mà phạm giới là Silaparami. Thọ trì giới mà không vì các phần của thân thể mà phạm giới là Silaupaparami. Thọ trì giới mà không vì mạng sống của chính mình, người phạm giới là Silaparamattaparami. 3. Các đức luyến ái đối với những vật ngoài thân và ra khỏi đời sống gia đình là Nekkhammaparami. Các đức luyến ái đối với các phần của cơ thể và ra khỏi đời sống gia đình là Nekkhammaupaparami. Các đức luyến ái đối với sanh mạng của chính mình và ra khỏi đời sống gia đình là Nekkhammaparamattaparami. 4. Đoạn trừ luyến ái đối với những vật ngoài thân, quyết định kỹ lưỡng điều gì có lợi cho chúng sanh và điều gì không có lợi là Panyaparami. Đoạn trừ luyến ái đối với các phần cơ thể và quyết định kỹ lưỡng điều gì có lợi ích cho chúng sanh và điều gì không có lợi ích là Panyaupaparami. Đoạn trừ luyến ái đối với sanh mạng của chính mình và quyết định kỹ lưỡng điều gì có lợi ích cho chúng sanh và điều gì không có lợi là Panyaparamattaparami. 5. Tinh tấn thực hành viên mãn và thành tựu các parami kể trên, và những parami sẽ được nêu ra sau là Viriya parami. Tinh tấn thực hành viên mãn và thành tựu các Upaparami kể trên, và những Upaparami sẽ được nêu ra sau là Viriya Upaparami. Tinh tấn thực hành viên mãn và thành tựu các Paramattaparami kể trên, và những Paramattaparami sẽ được nêu ra sau là Viriya Paramattaparami. 6. Nhẫn nại, chịu đựng những pháp thăng trầm gây nguy hiểm cho những vật ngoài thân của mình là Khanti Parami. Nhẫn nại chịu đựng những pháp thăng trầm gây nguy hiểm cho các phần của thân thể là Khanti Upaparami. Nhẫn nại chịu đựng những pháp thăng trầm gây nguy hiểm cho tánh mạng của chính mình là Khanti Paramattaparami. 7. Không từ bỏ pháp chân thật vì vật ngoài thân là Satya Parami. Không từ bỏ pháp chân thật vì các phần thân thể như chân, tay, v.v. là Satya Upaparami. Không từ bỏ pháp chân thật vì sanh mạng của chính mình là Satya Paramattaparami. 8. Quyết định không lay chuyển bất chấp sự tổn thất của vật ngoài thân với niềm tin vững chắc rằng các ba la mật như bố thí v.v. có thể được thực hành viên mãn chỉ nhờ quyết định bất khả hoại là Atithanaparami. Quyết định không lay chuyển bất chấp sự tổn thương của các phần cơ thể như tay chân v.v. là Atithanaupaparami. Quyết định không lay chuyển dầu phải mất cả mạng sống là Atithanaparamattaparami. 9. Không từ bỏ pháp bác ái đối với chúng sanh, rải tâm bác ái liên tục đối với chúng sanh, dầu họ đã từng gây thiệt hại đến những vật ngoài thân của mình là Metta Parami. Không từ bỏ pháp bác ái đối với chúng sanh,
dù họ đã từng gây tổn thương đến các phần cơ thể của mình như tay chân, vân vân, là Metta Upaparami, không từ bỏ pháp bác ái đối với chúng sanh, dù họ đã từng gây hại đến sinh mạng của chính mình là Metta Paramattaparami. 10. Giữ thái độ bình thản đối với chúng sanh và những hành vi cố ý của họ, dù họ đã từng giúp đỡ hoặc làm tổn hại. Những vật ngoài thân của ta là Upekkha Parami. Giữ tâm bình thản đối với chúng sanh và những hành vi cố ý của họ, dù họ đã từng giúp đỡ hoặc làm tổn thương các phần thân thể của ta như tay chân vân vân là Upekkha Upaparami. Giữ tâm bình thản đối với chúng sanh và những hành vi cố ý của họ, dù họ đã từng giúp đỡ hoặc làm hại đến tính mạng của ta là Upekkha Paramattaparami. Đây là cách phân loại các pháp ba la mật. 12. Các pháp ba la mật được rút gọn như thế nào? Đối với câu hỏi các pháp ba la mật được rút gọn như thế nào, câu trả lời là 30 pháp ba la mật được thâu gọn lại thành 10 bằng cách gom các pháp cùng đặc tánh lại thành một nhóm, tức là gom 3 loại Dana Parami thành 1, 3 loại Sila Parami thành 1, vân vân. Tương tự, 10 pháp này có thể cô đọng lại thành 6 bằng cách gom các pháp ba la mật có liên quan thành một nhóm, đó là Dana Parami, Sila Parami, Khanti Parami, Viriya Parami, Chana Parami và Panya Parami, bố thí, trì giới, nhẫn nại, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đây là cách cô động các pháp ba la mật. Xuất gia nghĩa là sống cuộc đời sa môn, tu thiền định và các việc phước khác. Ở đây, xuất gia là cuộc đời sa môn nên được xem là Sila Parami vì chúng có bản chất giống nhau. Cũng vậy, xuất gia là thiền định, thoát khỏi năm triền cái nên được xem là Chana Parami, và xuất gia là việc phước phổ biến có mặt trong cả sáu pháp ba la mật. Chân thật có ba loại: lời nói chân thật, qua chi sách chá, xa lìa sự gian dối hư ngụy, quý rá tí sách chá, là sở hữu chánh ngữ samma vacha, và trí tuệ chân thật nha ná sách chá, là sở hữu trí tuệ panya. Trong ba loại này, qua chi sách chá và quý rá tí sách chá liên quan đến si lá nên được xem là si lá parami, còn nha ná sách chá là sở hữu trí tuệ nên được xem là panya parami. Metta Parami có bản chất tương tự với Chana Parami nên được bao gồm trong Chana Parami. Upekkha Parami bao gồm sở hữu Tatramachatata và Panya. Tatramachatata nên được xem là Chana Parami vì nó có liên quan đến Chana. Còn sở hữu trí tuệ giống như Jnanupekkha nên được xem là Panya Parami. Atithana Parami nên được bao gồm trong cả sáu pháp ba la mật: Dana, Sila, Khanti, Viriya, Chana và Panya. Vì trong sáu pháp ba la mật này đều có Atithana quyết định không lay chuyển. Lợi ích của sáu pháp ba la mật được ghép thành từng cặp. Trước hết, sáu pháp ba la mật đã được rút gọn: bố thí, trì giới, nhẫn nại, tinh tấn, thiền định và trí tuệ có thể được ghép thành 16 cặp như sau: A. Bố thí và trì giới. B. Bố thí và nhẫn nại. C. Bố thí và tinh tấn. D. Bố thí và thiền định. E. Bố thí và trí tuệ. F. Trì giới và nhẫn nại. G. Trì giới và tinh tấn. H. Trì giới và thiền định. I. Trì giới và trí tuệ. G. Nhẫn nại và tinh tấn. K. Nhẫn nại và thiền định. L. Nhẫn nại và trí tuệ. M. Tinh tấn và thiền định. N. Tinh tấn và trí tuệ. O. Thiền định và trí tuệ. A. Cặp bố thí và trì giới. Bồ Tát làm thành tựu hai điều phước là làm những việc có lợi ích cho chúng sanh và xa lìa những điều có hại cho họ. B. Qua cặp bố thí và nhẫn nại, Bồ Tát làm thành tựu hai lợi ích là vô tham và vô sân. C. Qua cặp bố thí và tinh tấn, Bồ Tát làm thành tựu hai điều phước là tánh hào phóng và đa văn. D. Qua cặp bố thí và thiền định, Bồ Tát làm thành tựu hai điều phước là từ bỏ dục lạc và sân hận. E. Qua cặp bố thí và trí tuệ, Bồ Tát thành tựu hai điều phước là sự định tâm và thiền quán. Và hai điều phước khác là pháp học về giáo pháp,
Parijati và Thiền Quán. F. Qua cặp trì giới và nhẫn nại, Bồ Tát thành tựu hai phước báo. Lợi ích là thân hạnh, khẩu hạnh thanh tịnh và tiên hướng thanh tịnh. R. Qua cặp trì giới và tinh tấn, Bồ Tát thành tựu hai điều phước là sự định tâm và thiền quán. H. Qua cặp trì giới và thiền định, hai điều phước là đoạn trừ vi phạm phiền não, quy tiết ca mát ký lê xá, triền phiền não, parijatthana ký lê xá, giới đoạn trừ và thiền định đoạn trừ phiền não. Y. Qua cặp trì giới và trí tuệ, Bồ Tát thành tựu hai việc phước là vô ý thí, áp phá giác đa ná và pháp thí tâm má đa ná. Vô ý thí có thể xảy ra chỉ khi nào có giới, và pháp thí có thể xảy ra chỉ khi nào có trí tuệ. G. Qua cặp nhẫn nại và tinh tấn, Bồ Tát thành tựu hai đức tánh là nhẫn nại và kiên trì. Các pháp thăng trầm của đời sống có thể vượt qua được chỉ bằng nhẫn nại, và chỉ khi nào có tinh tấn, các việc phước mới được làm một cách tận tâm, tận ý. K. Qua cặp nhẫn nại và thiền định, Bồ Tát thành tựu hai lợi ích là đoạn trừ thù địch, khởi sanh từ sân hận. Sự thiên vị khởi sanh từ tham, không có nhẫn nại, người ta có khuynh hướng chống lại những điều không khả ái trong thế gian vì sự khởi sanh của sân hận. Không có thiền định, người ta dễ nghiêng về những cảnh khả ái trong thế gian vì sự khởi sanh của tâm tham. L. Qua cặp nhẫn nại và trí tuệ, Bồ Tát thành tựu hai lợi ích là thấu hiểu tánh vô ngã trong danh sắc và tuệ quán thông đạt niết bàn. M. Qua cặp tinh tấn và thiền định, Bồ Tát thành tựu hai lợi ích là tinh cần bát gá và tâm không tán loạn á quý khê bá. N. Qua cặp tinh tấn và trí tuệ, Bồ Tát thành tựu hai lợi ích là làm chỗ dựa cho chúng sanh và chỗ dựa cho chính mình. Chỗ nương tựa cho chúng sanh nhờ tinh tấn, chỗ nương tựa cho chính mình nhờ trí tuệ. Và O. Qua cặp thiền định và trí tuệ, Bồ Tát thành tựu hai lợi ích là sự định tâm và quán tuệ. Lợi ích phát sanh từ những nhóm ba. 1. Bồ Tát thành tựu ba lợi ích là đoạn trừ tham, sân và si, là ba căn cội của mọi điều ác, do nhờ bố thí, trì giới và nhẫn nại. 2. Bồ Tát thành tựu ba lợi ích là rút ra tinh hoa từ tài sản của mình, từ thân sắc của mình và từ mạng sống của mình, vì chúng kết hợp với năm loại kẻ thù, nên tài sản và của cải không có giá trị nội tại. Giá trị thực của chúng là cho chúng đi, đa ná. Vì phải chịu nhiều loại bệnh tật nên thân không có thực chất. Thực chất của nó là sự thọ trì giới. Cuối cùng, khi kết thúc bằng sự hoại vong, mạng sống cũng không có thực chất. Thực chất của nó là sự tu tập thiền quán, panya. 3. Bồ Tát thành tựu ba lợi ích là các việc phước về bố thí, trì giới và tu thiền, do nhờ bố thí, trì giới và thiền định chana. 4. Bồ Tát thành tựu ba loại bố thí là tài thí, vô ý thí và pháp thí, do nhờ bố thí, trì giới và trí tuệ. Tương tự, các lợi ích còn lại của nhóm 3 và 4, ba la mật có thể suy ra từ các nhóm 2. 4. Trụ xứ, Atithana. Sau khi cho thấy 10 ba la mật được rút gọn thành 6 ba la mật bằng cách đưa ra các pháp tương tự về chung một mối, 6 ba la mật này lại được bao gồm trong 4 trụ xứ. 1. Đế trụ xứ, Satcha Thithana. 2. Xã đoạn trụ xứ, Chaga Thithana. 3. Tịch tịnh trụ xứ, Upasama Thithana. 4. Trí tuệ trụ xứ, Panya Thithana. 1. Đế trụ xứ, nghĩa là niết bàn, chân lý tuyệt đối cùng với những pháp hành bước đầu dẫn đến niết bàn. Uppapha Gapati Pada, đó là ngữ đế. Vacchi sách giá, ly vọng ngữ. Viratti sách giá, là sở hữu chánh ngữ Sammavacca. Và trí đế nhà ná sách giá, là sở hữu trí tuệ. Ngữ đế, ly vọng ngữ đế và trí đế tạo thành trụ xứ nâng đỡ để Bồ Tát đứng vào đó trong suốt những kiếp luân hồi, thực hành các pháp ba la mật và trong kiếp Ngài thành Phật. Niết bàn là chân lý tuyệt đối, tạo thành chỗ đứng vững chải cho vị Bồ Tát khi Ngài thành Phật. Do đó, chúng tạo thành đế trụ xứ. 2. Xã đoạn trụ xứ, nghĩa là sự đoạn tất cả phiền não không dư sót bằng A-la-hán đạo
và xả đoạn các cảnh dục và các dục ái qua sự thực hành các pháp ba la mật như bố thí vân vân. Ở giai đoạn đầu, khi Ngài còn làm Bồ Tát, vị Bồ Tát trong khi thực hành các pháp ba la mật không thể đoạn tận tất cả phiền não không dư sót. Ngài chỉ có thể xả ly các cảnh dục với chừng mức trong khả năng của Ngài qua bố thí ba la mật vân vân và xả đoạn các phiền não dục một cách tạm thời. Ta đành gáp bá ha ná và xả đoạn chúng bằng sự trấn phục quyết khâm phá ná bá ha ná. Vị Bồ Tát xây dựng trụ xứ cho mình chỉ bằng cách này. Chỉ khi nào Ngài chứng đắc A-la-hán quả và nhất thiết trí, trở thành một vị Phật, khi ấy Ngài mới an trú vững chắc trong trụ xứ xả đoạn hoàn toàn tất cả phiền não không dư sót. Do đó, sự xả đoạn toàn phần phiền não bằng A-la-hán đạo, sự xả đoạn các cảnh dục và phiền não dục có tánh cách tạm thời và trấn phục. Tất cả những xả đoạn này tạo thành xả đoạn trụ xứ cha gác thiết ta ná. 3. Tịch tịnh trụ xứ, nghĩa là sự vắng lặng hoàn toàn tất cả phiền não bằng A-la-hán đạo, sự lắng dịu khổ trong luân hồi khi niết bàn được giác ngộ, và sự xả đoạn các phiền não tạm thời bằng sự trấn phục qua sự thực hành các pháp ba la mật như bố thí vân vân, trong khi vẫn còn là vị Bồ Tát. Trong khi vị Bồ Tát đang thực hành các pháp ba la mật, các phiền não và khổ của luân hồi chưa thể dập tắt triệt để được. Do đó, các pháp ba la mật như bố thí vân vân tạo thành phương tiện làm lắng dịu chúng. Vị Bồ Tát chỉ xả đoạn chúng tạm thời và bằng sự trấn phục mà thôi. Chỉ bằng những pháp hành như vậy, vị Bồ Tát xây dựng cho chính Ngài trụ xứ tạm thời. Chỉ khi nào chứng đắc Phật quả, Ngài mới an trú vững chắc trong trụ xứ qua sự đoạn tận hoàn toàn các phiền não và khổ luân hồi. Cho nên, sự vắng lặng các phiền não và khổ luân hồi tạo thành tịch tịnh trụ xứ. 4. Trí tuệ trụ xứ, nghĩa là A-la-hán quả tuệ và nhất thiết trí, và tất cả các loại trí tuệ như phương tiện thiện xảo trí vân vân đã khởi sanh trước kia trong dòng tâm của vị Bồ Tát. Trong những kiếp làm Bồ Tát của Ngài, Ngài trú trong các loại trí tuệ như phương tiện thiện xảo trí vân vân. Chỉ khi nào Ngài chứng đắc đạo quả Phật, Ngài mới an trú vững chắc trong trụ xứ của A-la-hán quả tuệ và nhất thiết trí. Do đó, tất cả các loại trí tuệ đã nêu ra ở trên tạo thành trí tuệ trụ xứ Panyathithana. Đối với những kẻ phàm phu, thiểu trí chỉ biết nương tựa vào cảnh dục và phiền não dục. Những cảnh dục và phiền não dục này tạo thành chỗ nương tựa của họ. Đối với vị Bồ Tát thấy rõ mối nguy hiểm trong chúng, Ngài an trú trong bốn trụ xứ chân thật, xả đoạn, tịch tịnh và trí tuệ. Những trụ xứ này đưa Ngài từ cảnh dục phiền não dục đến chỗ giải thoát, tức Niết Bàn. Do đó, bốn yếu tố này tạo thành những trụ xứ dành cho vị Bồ Tát. Sự thành tựu bốn trụ xứ xảy ra trong dòng tâm của vị Bồ Tát. Sau khi nhận được sự thọ ký thành Phật, Bồ Tát suy xét các pháp ba la mật bằng ba la mật tư trạch trí Parami Pavichagajñāna. Sau khi đã làm như vậy, Ngài phát nguyện thực hành viên mãn tất cả các pháp ba la mật, rồi Ngài tiếp tục thực hành viên mãn chúng đúng với lời nguyện này. Như vậy, đế trụ xứ xuất hiện khởi trong dòng tâm của vị Bồ Tát. Trong khi các pháp ba la mật đang được thực hành viên mãn, thì có sự xả đoạn các phiền não đối nghịch với chúng, và cũng có xảy ra sự xả đoạn các cảnh dục và phiền não. Như vậy, xả đoạn trụ xứ cũng hiện khởi. Vì có sự diệt tác các phiền não do oai đức của các pháp ba la mật, nên tịch tịnh trụ xứ cũng hiện khởi. Qua những pháp ba la mật này, Bồ Tát có được phương tiện thiện xảo trí và trí tuệ trụ xứ cũng khởi hiện. Điều muốn nói ở đây là bất cứ khi nào vị Bồ Tát thực hành 10 pháp ba la mật hoặc 6 ba la mật, hoặc bất cứ khi nào Ngài làm việc phước có liên quan đến các pháp ba la mật thì có hiện khởi trong dòng tâm của vị Bồ Tát. 1. Đế trụ xứ là sự cố gắng không suy thoái để thực hành lời nguyện của Ngài. 2. Xả đoạn trụ xứ, sự đoạn trừ các phiền não đối nghịch với các pháp ba la mật. 3. Tịch tịnh trụ xứ, sự tắc liệm các phiền não. 4. Trí tuệ trụ xứ, sự thiện xảo trong các phương tiện đem lại phúc lợi cho chúng sanh. Do đó, 6 pháp độ được cô động thành 4 trụ xứ. Khi một người chuyên tâm vào một công việc kinh doanh vô tội, thấy nó có lợi như đã dự định,
Người ấy tiếp tục đeo đuổi công việc kinh doanh ấy với sự siêng năng và tinh tấn nhiều hơn. Ở đây, lợi ích phát sinh từ công việc kinh doanh ban đầu là nguyên nhân. Sự siêng năng và tinh tấn gia tăng trong việc đeo đuổi nó là kết quả của nguyên nhân ấy. Tương tự như thế, khi Bồ Tát bắt tay làm những việc phước thuộc Ba La Mật, Ngài ban đầu hưởng lợi ích của những việc phước này dưới dạng bốn trụ xứ, đó là vị ngọt của ngữ chân thật, sách chăng há quê, ý sa đú ta răng, rát sa năng, giác khá xâm dút tá. Sự đoạn trừ các phiền não, cha gá, sự diệt tắt ngọn lửa phiền não, ú bá sá ma, và phương tiện thiện xảo trí, ú ba giác cô sanh lá nhà ná. Ngài tiếp tục làm những việc phước về Ba La Mật này với sự siêng năng và sức tinh tấn gia tăng từ kiếp này sang kiếp khác. Ở đây lợi ích của những việc phước này dưới dạng bốn trụ xứ là nguyên nhân và những việc phước về Ba La Mật được lặp đi lặp lại bằng sự siêng năng và sức tinh tấn gia tăng kết quả của nguyên nhân ấy. Nên hiểu rằng sự xảy ra của những việc phước về Ba La Mật và sự xảy ra của bốn trụ xứ là một, chỉ khác nhau về cách gọi mà thôi. Mô tả chi tiết hơn. 1. Trong quá trình làm việc phước về bố thí Ba La Mật, Bồ Tát bắt đầu hướng những sự lợi ích phát sanh từ A. Đế trụ xứ Satcha Dithana là sự thực hành bố thí vững chắc đúng với ý nguyện của Ngài. Ta sẽ bố thí khi thấy người tầm cầu vật thí. B. Xả đoạn trụ xứ là sự đoạn tận bỏng sẻn v.v. đối nghịch với pháp bố thí. Tịch tịnh trụ xứ là sự diệt tắt lòng tham đối với các vật thí sân xảy ra đối với những người miễn cưỡng bố thí. Đối với những người đến xin vật thí, si mê về sự bố thí, trạng thái si mê thường hay xảy ra khi người không quen bố thí, sợ hao tổn. Trí tuệ trụ xứ là sự bố thí đúng lúc như đã dự định, do trí tuệ hướng đạo. Sau khi hưởng lợi ích của bốn trụ xứ này, vị Bồ Tát tiếp tục phát triển pháp bố thí Ba La Mật nhiều hơn nữa. 2. Tương tự trong quá trình thực hành trì giới Ba La Mật, Bồ Tát bắt đầu hưởng lợi ích phát sanh từ A. Đế trụ xứ là sự không vi phạm các giới cấm đúng với lời nguyện của Ngài. B. Xả đoạn trụ xứ là sự đoạn trừ bất thiện tư và các tội. C. Tịch tịnh trụ xứ là sự diệt tắt điều tai hại do các bất thiện nghiệp gây ra. D. Trí tệ trụ xứ vì trí tệ giữ vai trò chủ chốt. Sau khi hưởng lợi ích của bốn trụ xứ này, vị Bồ Tát càng tu tập giới Ba La Mật hơn nữa. 3. Trong quá trình thực hành nhẫn nại Ba La Mật, Bồ Tát bắt đầu hưởng lợi ích phát sanh từ A. Đế trụ xứ là sự thực hành pháp nhẫn nại một cách bền bỉ đúng với lời nguyện của Ngài. B. Xả đoạn trụ xứ là sự đoạn trừ những ý nghĩ bất thiện gây ra bởi hành vi và lời nói ác của kẻ khác. C. Tịch tịnh trụ xứ là sự diệt tắt sân ác. D. Trí tuệ trụ xứ vì trí tuệ giữ vai trò chủ chốt. Sau khi hưởng lợi ích của bốn trụ xứ này, Bồ Tát tiếp tục phát triển nhẫn nại Ba La Mật nhiều hơn nữa. Trong quá trình thực hành tinh tấn Ba La Mật, Bồ Tát bắt đầu hưởng lợi ích phát sanh từ A. Đế trụ xứ là công việc đem phúc lợi đến cho chúng sanh đúng với lời nguyện của Ngài. B. Xả đoạn trụ xứ là sự đoạn trừ tánh dễ vui, sự làm việc gian dở. C. Tịch tịnh trụ xứ là sự diệt tắt của sự tổn hại do bất thiện pháp gây ra. D. Trí tuệ trụ xứ vì trí tuệ giữ vai trò chủ chốt. Sau khi hưởng lợi ích của bốn trụ xứ này, vị Bồ Tát tiếp tục phát triển tinh tấn Ba La Mật nhiều hơn nữa. 5. Trong quá trình thực hành thiền định Ba La Mật, Bồ Tát bắt đầu hưởng lợi ích phát sanh từ A. Đế trụ xứ là sự suy nghĩ về sự tầm cầu phúc lợi cho toàn thể thế gian đúng với lời nguyện của Ngài. B. Xả đoạn trụ xứ là sự đoạn trừ các triền cái. C. Tịch tịnh trụ xứ là sự an tịnh của tâm. D. Trí tuệ trụ xứ vì trí tuệ giữ vai trò chủ chốt. Sau khi hưởng lợi ích của bốn trụ xứ này, Bồ Tát tiếp tục phát triển thiền định Ba La Mật nhiều hơn nữa. 6. Trong quá trình thực hành trí tuệ Ba La Mật, Bồ Tát bắt đầu hưởng lợi ích phát sanh từ A. Đế trụ xứ là sự thiện xảo trong các phương tiện đem lại lợi ích cho chúng sanh đúng với lời nguyện của Ngài. B. Xả đoạn trụ xứ là sự đoạn trừ các
tà đạo và các ác nghiệp. C. Tịch tịnh trụ xứ là sự diệt tắt mọi hình thức lo âu, bồn chồn do vô minh gây ra. D. Trí tuệ trụ xứ, vì trí tuệ đóng vai trò chủ chốt. Sau khi hưởng lợi ích của bốn trụ xứ này, Bồ Tát tiếp tục phát triển trí tuệ ba la mật nhiều hơn nữa. Như vậy, trong mọi việc phước về ba la mật đều có sự xuất hiện của bốn trụ xứ. Cho nên có thể nói rằng sáu ba la mật được bao gồm trong bốn trụ xứ. Bốn trụ xứ được xem chỉ một trụ xứ. Cũng như sáu pháp ba la mật được bao gồm trong bốn trụ xứ, cũng vậy, mỗi trụ xứ có thể được xem là bao trùm ba trụ xứ còn lại. Sau đây là cách bao gồm mỗi trụ xứ. Cũng như đế trụ xứ, các trụ xứ xả đoạn, tịch tịnh và trí tuệ có bản chất thi hành trung thực đúng với lời nguyện, nên có thể được bao gồm trong đế trụ xứ. Cũng như xả đoạn trụ xứ, các trụ xứ chân thật, tịch tịnh và trí tuệ vì có bản chất đoạn trừ các yếu tố đối nghịch và là kết quả của sự từ bỏ hoàn toàn, nên có thể được bao gồm trong xả đoạn trụ xứ. Cũng như tịch tịnh trụ xứ, các trụ xứ chân thật, xả đoạn và trí tuệ vì có bản chất diệt tắt sức nóng của các ác nghiệp và phiền não gây ra, nên có thể được bao gồm trong tịch tịnh trụ xứ. Đế trụ xứ, xả đoạn trụ xứ và tịch tịnh trụ xứ vì đi theo kẻ hướng đạo của chúng là trí tuệ, nên có thể được bao gồm trong trí tuệ trụ xứ.